xe container, xe tải đó, lưu lượng xe đó đẹp hơn rất là nhiều so với từ khu vực trung tâm thành phố Bến Tre về huyện Dòng Trôm cũng như là huyện Ba Tri. Anh chị giao thương nè, đúng không? Đường này rất là to luôn, là xe đang làm kìa. Ủa, rộng. Chắc là tiếng đường cầu Rạch Miễu qua đây á. Em nghĩ là tiếng cầu Rạch Miễu qua đó anh chị. Rộng quá rộng à. Đó, bên kia có trung tâm điện máy Chợ Lớn nữa nè. Điện máy Chợ Lớn ở Sài Gòn thì cạnh tranh không lại với những trung tâm khác, nhưng mà ở tỉnh khá là nhiều nha anh chị. Thấy trung tâm điện máy ở Chợ Lớn ở tỉnh rất là nhiều. Chạy quá ẩu luôn. Về 64 Vĩnh Long lên quá ẩu luôn chị. Chạy khủng khiếp, mấy tài xế chạy kiểu đó. Đường khá là bài bản anh chị. Cầu hồ nhìn cái cảnh thanh bình chứ. Có mấy cái nhà dưới bờ kênh anh chị. Thấy thanh bình những buổi tối thấy buồn ha. Nhà trong những cái đoạn dừa. Lâu lắm rồi mới thấy cái bảng bánh rau mơ chị. Không có về vùng quê của Bến Tre, không thấy. Dạ, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em có dịp xuống Bến Tre, em cũng gửi đến anh chị một trong những cái đoạn đường quốc lộ 60 dẫn về khu vực Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre anh chị. Đó, đây là cái vòng xiến, bên kia là chúng ta sẽ vào khu vực trung tâm thành phố Bến Tre. Còn đi quốc lộ 60 này, trên quốc lộ 60 này sẽ dẫn về khu vực huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre anh chị. Đó, trên con đường rất là rộng, quốc lộ 60 khu này là phường Phú Tân, thành phố Bến Tre anh chị. Ở đây cách Mỏ Cày 17 km. Thì em sẽ quay một đoạn đường về Mỏ Cày xem như thế nào để gửi đến cô chú anh chị nha. Đây là quốc lộ 60, khi qua đây được đặt tên là đường Võ Nguyên Giáp anh chị. Thì cái đường này được mở rộng nâng cấp cũng thời cũng lâu rồi. Ở hai bên đường bắt đầu có những cái trung tâm thương mại, bên kia là Go Bến Tre anh chị. Bixi Go, đây là một trong những tuyến đường thông thương về khu vực Mỏ Cày để qua Mỏ Cày xong rồi về Trà Vinh đó anh chị. Đây là Bixi Go Bến Tre, cũng khá là bài bản, rất là to anh chị. Đó, siêu thị Go rất là to luôn. Đó, tuyến đường thông thương. Lúc này là 4 giờ rưỡi buổi chiều. Trời cũng còn nắng, rất là nắng anh chị. Đó, thì ở Bến Tre, nhắc đến Bến Tre thì không thể nhắc đến khu Mỏ Cày anh chị, Mỏ Cày Nam anh chị. Thì là một trong những cái ứng cử viên cùng với Ba Tri và Bình Đại để lên thị xã anh chị. Lên thị xã thì Mỏ Cày Nam rất là thuận lợi do nằm rất là gần thành phố Bến Tre, 17 km anh chị, 17 km, trong khi Ba Tri cách thành phố Bến Tre tới 30 mấy km, khá là xa. Thì để xem như thế nào, khu vực nào sẽ được lên thị xã tại tỉnh Bến Tre nha anh chị. Thì thành phố Bến Tre cũng lên thành phố khá là lâu rồi, thì cần có một cái thị xã để phát triển đô thị hơn. Đó, hai bên đường ngay chỗ đường Võ Nguyên Giáp là hàng quán kinh doanh cũng khá là bài bản, đường xá cũng khá là rộng rãi anh chị. Anh chị nhìn ngắm cái cung đường thông thương về thành phố Bến Tre, của về huyện Mỏ Cày, gọi là thị trấn Mỏ Cày, xem như thế nào, có khác gì so với ngày xưa, có nâng cấp gì chưa. Ở đây có bạn chỉ dẫn nè chị, có bạn chỉ dẫn nè. Ở đây cách Ba Tri 38 km, cách Trà Vinh 53 km. Đó, cách Trà Vinh 3 km nha. Quá rẻ, quá rẻ bà con ơi. Đó, qua kia là chúng ta có thể vào lại trung tâm thành phố Bến Tre. Tiếp tục trên quốc lộ 60 nha anh chị, hướng về thị trấn Mỏ Cày.
tuyến đường thông thương mà anh chị. Qua khu vực bên ngoài đây thì là ấp Bình Thành, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre nha anh chị. Ra khu vực xã rồi, vùng ven của thành phố Bến Tre rồi anh chị. Để anh chị xem con đường thông thương nối liền từ khu vực thành phố Bến Tre về tới thị trấn Mỏ Cày, xem nó có phát triển hay không, có bài bản hay không thì có thể giúp thị trấn Mỏ Cày lên thị xã Mỏ Cày. Đó, ở đây thách trung tâm thị trấn Mỏ Cày 13 km anh chị. Khá là thuận tiện đó, vị trí của thành gọi là thị trấn Mỏ Cày rất là thuận tiện do là rất là gần trung tâm thành phố Bến Tre. Đó là một điều kiện phát triển anh chị. Ở bên kia có trung tâm điện máy Chợ Lớn nữa nè. Điện máy Chợ Lớn ở Sài Gòn thì cạnh tranh không lại với những trung tâm khác, nhưng mà ở tỉnh khá là nhiều nha anh chị. Thấy trung tâm điện máy ở Chợ Lớn ở tỉnh rất là nhiều. Đường ở khu vực này cũng rất là bài bản anh chị, rất là im, chạy xe rất là im luôn. Rồi 4:30 buổi chiều còn rất là nắng anh chị, anh chị thông qua video anh chị cảm nhận nha. Đó, bắt đầu cô chú anh chị bán hàng rồi, bán hàng rồi. Ở đây mở rộng cái tuyến đường gì rất là to nè anh chị. Oh, đây đang làm nè, rất là to luôn á. Đó, kết nối giao thông giao thương nè, nó đường này rất là to luôn nè, xe đang làm kìa. Rộng cái tuyến đường gì đang rộng quá, rộng anh chị. Không, đang làm cái tuyến đường rộng quá. Hay là cái tuyến đường cầu Rạch Miễu ta, chắc là tuyến đường cầu Rạch Miễu qua đây á, em nghĩ là tuyến cầu Rạch Miễu qua đó anh chị, rộng quá rộng à, cầu Rạch Miễu 2 á anh chị. Rất là lớn ở Bến Tre, nó liền cả con sông. Đây là cầu Hàm Luông nha anh chị, ngày xưa là phà Hàm Luông đó anh chị. Sau này có cái cầu này rồi thì việc đi về Mỏ Cày nó thuận tiện hơn rất là nhiều anh chị. Và nói chung là tuyến đường nối về thông thương về khu vực cầu Cổ Chiên về Trà Vinh cũng rất là thuận tiện. Ngày xưa đi qua cầu Hàm Luông, phà Hàm Luông thì xong rồi qua phà Cổ Chiên để về Trà Vinh đó anh chị. Bây giờ có cầu Hàm Luông rồi, rồi có cầu Cổ Chiên luôn rồi, là rất là thuận tiện để kết nối giao thông giữa thành phố Bến Tre và thành phố Trà Vinh anh chị. Đó, sông rất là rộng, ở miền Tây những con sông của đồng bằng sông Cửu Long rất là rộng luôn. Hôm nay là 4:30 buổi chiều nha anh chị. Mà anh chị nhìn ngắm một tuyến đường bắt độ 60 nó liền từ khu vực
trung tâm thành phố Bến Tre về khu vực thị trấn Mỏ Cày để xem mức độ đường xá lưu thông có thuận tiện hay không, để đó là một cái yếu tố để giúp cho thị trấn Mỏ Cày ngày càng phát triển hơn, để cạnh tranh với ứng cử viên để lên thị xã anh chị. Đó, qua khu vực Mỏ Cày là chúng ta thấy dừa là dừa, thành phố của những cây dừa. Ra xa gọi là cánh đồng dừa luôn anh chị. Khá là bài bản, quá đẹp. Đó, dừa nè anh chị, nhìn ngắm dừa nè, bát ngang luôn anh chị. Bây giờ có trồng bưởi ở dưới nữa kìa, có trồng bưởi nữa. Đây là huyện Mỏ Cày Bắc, Cày Bắc nè anh chị. Huyện Mỏ Cày Bắc kính chào quý khách qua cây cầu huyện Mỏ Cày Bắc nè anh chị. Cày Bắc, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam. Đây là ấp Thanh Sơn 3. Ấp Thanh Sơn 3 nha anh chị. Xã Thanh Tân. Xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, thành phố Bến Tre nha anh chị. Với những cây cầu, qua những cây cầu đó, phía trước là cầu Cái Cấm nè anh chị. Đó, coi bạn cầu Cái Cấm nha, gọi đến anh chị nha. Với những kênh rạch chân chịch, nhìn cái cảnh buổi chiều, cảnh buổi chiều trên sông nè anh chị, yên bình. Có xe container chạy nè, đường thông thương mà đi miền Tây vào buổi chiều rất là yên bình. Mới bây giờ miền Tây những cái xã đang phát gọi là
cố gắng phát triển để trở thành gọi là xã nông thôn mới, đường xá bài bản hơn, sửa chữa bài bản hơn chị. Đây bản nè, bản bắt gà nữa chị, xe chở gà, chú quê chở mấy gà trong mấy lồng. Tuyến đường thông thương về Trà Vinh xe cộ cũng khá là đông. Tính ra từ khu vực trung tâm thành phố Bến Tre về thị trấn Mỏ Cày, đường xá quốc lộ 60 khá là bài bản đó anh chị. Mỗi bên hai làn xe này rất là rộng rãi luôn, ở giữa có con cứng luôn, đó không? Rất rộng rãi, đường đẹp hơn rất là nhiều so với từ khu vực trung tâm thành phố Bến Tre về huyện Dòng Trôm cũng như là huyện Ba Tri anh chị. Đường quốc lộ 60 mà rất là bài bản luôn. Đây là xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc nha anh chị. Ở đây cách Trà Vinh 50 km anh chị. Bên đường là có cà phê giỏng để cho các anh chị nghỉ ngơi sau một hành trình dài ở dưới những tàn cây, rất là mát luôn. Đường xá em thấy rất là bài bản anh chị. Hai bên đường hàng quán cũng rất là sơm. Đây có cây xăng rất là to nè, cây xăng Hồng Đức Petro rất là to luôn. Chỗ xe công nghỉ ngơi nữa nè, rất là rộng đó anh chị. Bắt đầu bán sầu riêng anh chị, bán sầu riêng, sầu riêng. Bốn Vĩnh Long lên quá ẩu luôn chị, chạy khủng khiếp, mấy tài xế chạy kiểu đó dễ gây tai nạn giao thông lắm chị. Đều chạy xe ô tô mà chạy cẩn thận, chạy kiểu rách là vô rất là mất an toàn giao thông. Sài Gòn Gia Định 4 km đó, có cái bảng nè. Chúng ta tiến về Mỏ Cày Nam nha. Ở đây cách Trà Vinh 50 km. Cầu chợ ship nha anh chị, cầu chợ ship.
lượng xe khách rất là nhộn nhịp nha. Đường khá là bài bản anh chị, cầu hồ nhìn cái cảnh thanh bình chứ, không mấy cái nhà dưới bờ kênh anh chị. Thấy thanh bình những buổi tối thấy buồn ha. Nhà trong những cái rặng dừa. Nhưng mà cái đường ở ngoài đường này thì giao thương rất là nhộn nhịp nha anh chị. Khá bài bản. Chạy một tí rồi có cây xăng Hồng Đức Petro anh chị. Trái vô ủy ban nhân dân xã Tân Thành Bình thì thẳng là mỏ Cài Nam nè. Đó, mỏ Cài Nam ở dưới có cái đi bến phà cũ anh chị, à, km rồi cái bảng đó hư hay sao bỏ vô đó. Đó, vô đó là ủy ban nhân dân xã Tân Thành Bình, còn đi thẳng là tới mỏ Cài Nam. Đường miền Tây yên bình khó tả lắm chị. Miền Tây thấy nó thân thiện lắm chị, thân quen, khung cảnh nó thân quen lắm. Quốc lộ 60 xe cộ lưu thông khá là tấp nập nha. Sầu riêng khá nhiều ha. Hai bên đường sầu riêng chín cây rất là thơm anh chị. Đó, bán sầu riêng khá nhiều. Bán sầu riêng, bán dưa gan nữa nè, của dưa hấu chứ, dưa hấu. Đó, bán sầu riêng nhiều lắm. Ở cây xăng nữa. Đó, bán sầu riêng rất là nhiều. Sầu riêng hạt lép. Ở đây cách cầu Cổ Chiên 19 km anh chị. Cầu Cổ Chiên 19 km, cầu Cổ Chiên là nối liền từ khu vực tỉnh Bến Tre qua tỉnh Trà Vinh đó. Đường xá công nhận quốc lộ 60 khá đẹp anh chị. Không, quốc lộ 60 đẹp á. Đó, bán sầu riêng, mùi sầu riêng là sao? Bán sầu riêng quá nhiều anh chị. Chạy ngang nghe mùi thơm. Chiều thanh bình, chiều thanh bình anh chị. Đi miền Tây thích nhất là lúc chiều tà, chạy xe rất là thích, nhìn ngắm đường phố, phố phường, khung cảnh. Bán sầu riêng, nhìn sầu riêng ngon quá anh chị.
container, xe tải đó, lưu lượng xe đó. Bên đường hàng quán rất là sơm anh chị, em thấy hàng quán rất là sơm. Ở đây cái đặc sản là bánh rau mơ nè chị, bánh rau mơ. Bánh rau mơ. Bên chè có bánh rau mơ ha. Đó, xe container chạy nè. Rau mơ về quê mới có anh chị. Đó, dọc theo đường bánh rau mơ. Rau mơ khá nhiều á. Lâu lắm rồi mới thấy cái bảng bánh rau mơ anh chị. Không có về vùng quê của Bến Tre, không thấy. Cái ngày hồi nhỏ hay ăn bánh rau mơ. Giờ bây giờ ở thành thị làm gì có anh chị. Đó, đây một sầu riêng. Trà Vinh, một vô huyện Mỏ Cày Nam, đó, có cái bảng. Chúng ta vô huyện Mỏ Cày Nam nha anh chị. Đó, chạy qua đây là vô huyện Mỏ Cày Nam. Còn bên kia là về Trà Vinh đó anh chị. Đó, đây là vô Mỏ Cày Nam nè anh chị. Đó. Vô Mỏ Cày Nam nha anh chị. Biển Tây Thánh Bình, nhìn những cái rặng dừa của chiều tà Yên Bình. Đó là một cái cung đường từ khu vực trung tâm thành phố Bến Tre về khu vực qua huyện Mỏ Cày Bắc tới khu vực huyện Mỏ Cày Nam, cũng khá là thân tiện, đường khá là đẹp luôn. Em đánh giá đặc biệt từ khu vực thành phố Bến Tre mà về huyện Mỏ Cày Bắc rồi qua Mỏ Cày Nam rất là đẹp luôn, đường rất là đẹp anh chị. Đó là tại sao mà thông thương nó thuận tiện. Đó, đây là cầu Hòa Lộc anh chị. Cầu Hòa Lộc thấy thông thương rất là thuận tiện luôn chị. Sông nhìn sông, buổi chiều sông, sông miền Tây nó đẹp quá anh chị. Không, khung cảnh miền Tây yên bình quá đẹp anh chị. Đây thấy nhà cửa mặc dù ở nhà nó không sang trọng, nó không nhà lầu, nhưng mà thấy cái khung cảnh nó yên bình. Đường xá kết nối về khu vực Mỏ Cày Bắc cũng như Mỏ Cày Nam rất là đẹp, rất là đẹp anh chị. Ở đây là xã Hòa Lộc anh chị, huyện Mỏ Cày Bắc. Đây là cái hướng về Mỏ Cày Nam nha anh chị. Ở đây vẫn là huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Đó, cái hướng về Mỏ Cày Nam nha. Đường xá giao thương kết nối rất là bài bản anh chị.
lâu dạo bước miền Tây để gửi đến anh chị những cái khung cảnh gọi là vùng quê yên bình. Thông qua video anh chị cũng có những phút giây thư giãn, xem quê mình có nhiều cảnh đẹp anh chị. Thật sự quê mình là có rất nhiều cảnh đẹp mà mình chưa tới đó, mình chưa tới thôi. Đó, xa xa sẽ có một cái bản, qua cái xã Hòa Lộc sẽ có một cái bản gọi là quê mỏ Cài Nam. Kính chào quý khách anh chị. Đó, có cái bản qua từ mỏ Cài Bắc qua mỏ Cài Nam nha anh chị. Đó, quê mỏ Cài Nam kính chào quý khách. Quê mỏ Cài Nam nha anh chị. Đó, qua đây là quê mỏ Cài Nam rồi nè. Từ mỏ Cài Bắc qua mỏ Cài Nam. Ở đây là số 9 quốc lộ 60 ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cài. Đó, thị trấn Mỏ Cài rồi đó. Thôi video về con đường kết nối từ trung tâm thành phố Bến Tre về thị trấn Mỏ Cài cũng đến đây là kết thúc. Mong cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.